sỏi thận là một trong những bệnh phổ biến rất nhiều người mắc phải. Ở Việt Nam, với những sỏi kích thước nhỏ dưới 10mm có thể sử dụng thuốc tan sỏi, uống lá nam. Nhưng với các trường hợp sỏi lớn và bị ứ nước mức độ 2-3 cần phải mổ hoặc tán sỏi. Người bệnh nên nắm bắt được chế độ ăn uống phù hợp đảm bảo sức khỏe tốt nhất, phòng tránh bệnh quay trở lại. Vậy chế độ ăn uống cho người mới mổ sỏi thận như thế nào? Người bệnh mới mổ sỏi thận cần tránh ăn những thực phẩm sau đây. 1. Tránh xa các thức ăn khó tiêu. Sau khi phẫu thuật, đường tiêu hóa của người bệnh còn yếu tốt nhất nên bổ sung những thức ăn mềm, dễ tiêu hóa. Còn đối với đồ ăn cứng khó tiêu biểu hiện thông qua tình trạng đầy hơi, ảnh hưởng đến hoạt động hệ tiêu hóa gây khó chịu, khiến người bệnh không thể bổ sung năng lượng giúp phục hồi sức khỏe và tác động tiêu cực đến vết mổ. 2. Không nên ăn những thực phẩm lên men. Các loại như dưa muối, cà muối, nước ngọt có ga là những thực phẩm mà người mới phẫu thuật sỏi nên kiêng, bởi chúng có thể khiến người bệnh gặp phải các vấn đề về đường ruột, đồng thời khiến vết mổ bị nhiễm khuẩn. 3. Kiêng những thực phẩm có chất kích thích. Những thức ăn có vị chua, cay, nóng kích thích tốt nhất bạn không nên ăn bởi chúng có thể gây nên nhiệt miệng và khiến các vết thương hở bị mưng mủ. 4. Hạn chế muối và mỡ. Nên cố gắng ăn nhạt vì những nghiên cứu cho thấy việc giảm lượng muối trong chế độ ăn cũng có thể cắt giảm lượng oxalate trong nước tiểu. Tránh ăn nhiều thực phẩm chứa chất rutin gây sỏi thận như cá khô, thịt khô, tôm khô, lạp xưởng, các loại mắm, lòng heo, lòng bò. Sỏi thận là căn bệnh mãn tính, chính vì thế để tránh trường hợp sau mổ sỏi tái phát lại, cần có biện pháp ngăn ngừa sự hình thành sỏi mới bằng việc kết hợp thuốc điều trị do bác sĩ chỉ định cùng với Sufeuzilin để tránh hình thành sỏi thận tái phát. Sufeuzilin có tác dụng tăng cường sức khỏe thận, làm sạch đường tiết niệu, ngăn ngừa nhiễm trùng đường tiết niệu, chống hình thành sỏi thận, làm tan sỏi thận, đào thải sỏi ra ngoài bằng đường nước tiểu, ngăn chặn cơn đau do sỏi thận gây ra, chống sỏi tái phát sau phẫu thuật và ăn uống sinh hoạt hàng ngày. Người sau mổ sỏi thận được khuyến khích dùng các thực phẩm sau. 1. Uống nhiều nước, đây là điều quan trọng nhất. Nên uống khoảng 2,5-3 lít nước lọc mỗi ngày, chia ra uống đều nhiều lần trong ngày, hoặc ăn uống làm sao để có lượng nước tiểu đạt trên 2,5 lít trên ngày. Đi tiểu, nước tiểu màu trắng trong chứng tỏ uống đủ lượng nước. Uống nhiều nước vừa giúp tránh bị sỏi thận vừa giúp tống xuất những viên sỏi nhỏ nếu có. 2. Ăn uống điều độ thực phẩm chứa canxi như sữa, phô mai. Mỗi ngày có thể dùng khoảng 3 ly sữa tươi hoặc một lượng tương đương các sản phẩm từ sữa như bơ, phô mai, khoảng 800-1.300mg canxi. Không nên kiêng cử quá mức những thực phẩm chứa canxi vì như thế sẽ gây mất cân bằng trong hấp thụ canxi, khiến cơ thể hấp thu oxalat nhiều hơn từ ruột và sẽ tạo sỏi thận. Ngoài ra, kiêng cử thực phẩm chứa canxi sẽ bị loãng xương. Trường hợp bị sỏi thận tái phát nhiều lần, sau khi xét nghiệm kiểm tra có bằng chứng đa canxi liệu do tăng hấp thu canxi từ ruột thì cần kiêng canxi, nhưng không phải kiêng hoàn toàn mà ăn khoảng 400mg ngày, tương đương 1,5 ly sữa tươi. 3. Thực phẩm nhiều chất xơ. Người mổ sỏi thận nên ăn nhiều các loại thực phẩm giàu chất xơ. Chất xơ sẽ giúp cho nhu đường ruột khỏe mạnh hơn, dễ dàng đi đại tiện, tăng cường khả năng tán sỏi qua da một cách hiệu quả. Trong đó phải kể đến các loại ngũ cốc nguyên hạt, rau xanh. Theo các chuyên gia, việc bổ sung nhiều chất xơ và đi bộ hàng ngày sẽ góp phần giúp cải thiện một số biến chứng cho người bệnh sau khi mổ thận. Như vậy chúng ta đã cùng nhau liệt kê những thực phẩm mà người bệnh khi mổ sỏi thận xong nên ăn gì và không nên ăn gì. Hy vọng video này đã mang đến cho các bạn những thông tin hữu ích. Hãy like, chia sẻ video và đăng ký kênh của chúng tôi để theo dõi những video mới nhất, những thông tin hữu ích nhất nhé. Xin cảm ơn.